nhận thẻ đỏ, Văn Toàn bị tấn công trên mạng xã hội. Sau khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp Malaysia, tiền đạo Văn Toàn đã bị cộng đồng mạng tràn vào trang cá nhân để ném đá, không thương tiếc. Văn Toàn có mặt trong đội hình chính của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Malaysia thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng B, AFF Cup 2022. Phút thứ 33, số 9 của đội tuyển Việt Nam có pha tranh cướp bóng với đối thủ ở giữa sân. Thế nhưng, sự nhiệt tình có phần thái quá của cầu thủ này lại khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào hiểm cảnh. Văn Toàn chậm hơn đối thủ và lao thẳng vào chân đối phương. Trọng tài Sato không ngần ngại rút ra một thẻ vàng với số 9 của đội tuyển Việt Nam. Đó là thẻ vàng thứ 2 của Văn Toàn trong trận đấu này. Cách đó ít phút, cầu thủ này cũng đã nhận thẻ vàng với một pha bóng phạm lỗi khác. Tấm thẻ đỏ của Văn Toàn khiến cho đội tuyển Việt Nam phải lùi sâu đội hình để chống đỡ các pha lên bóng của đối thủ. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Văn Lâm, mành lưới của đội chủ nhà đã không thể được giữ sạch đến hết hiệp 1. Về phần mình, tấm thẻ đỏ khiến cho Văn Toàn chịu nhiều sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Ngoài những lời chửi bới, lăng mạ, một số người còn gay gắt yêu cầu Văn Toàn giả từ đội tuyển quốc gia sau khi AFF Cup 2022 khép lại. Số khác cố gắng để an ủi tiền đạo sinh năm 1996. Nhưng hầu hết các bình luận này đều bị chìm bởi những lời lẽ ác ý. Thực tế, Văn Toàn không phải là trường hợp đầu tiên bị cộng đồng mạng tấn công sau những sai lầm. Trước đó ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, trung vệ Thanh Bình từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi mắc sai lầm dẫn đến hai bàn thua trong thất bại 2-3 của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc. Trở lại với trận đấu, rất may cho Văn Toàn là đội tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng. Trong hiệp 2, lần lượt Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn, giúp thầy trò huấn luyện viên Park giành chiến thắng chung cuộc 3-0.